thì hỏi cũng có nhiều, nhưng mà những cái điều mà đáp thì thầy sẽ đáp ở trong cái tập của cô để cho cô hiểu qua cái chỗ tu tập. Còn cái gì mà chung thì thầy sẽ nêu ra đây để rồi chúng ta sẽ học chung nhau trong cái vấn đề mà tu tập. Còn cái mà vấn đề riêng thì thầy sẽ trả lời ở trong tập trực tiếp. Hỏi: nói đến tứ niệm xứ là nói đến thân, thọ, tâm và pháp, tu tập như thế nào mà Đức Phật còn cho nó có tên là niệm lực? Xin thầy chỉ dạy cho con rồi. Đáp: đặt tất cả các pháp của Đức Phật trên bốn niệm này, tức là trên bốn chỗ đó, thân, thọ, tâm, pháp, nghĩa là tất cả pháp của Phật đều là chúng ta đặt ở trên đó để mà tu hết, không có pháp nào mà đặt ngoài cái chỗ đó mà tu. Cho nên thầy có giảng rồi đó, khi mà lấy một cái pháp mà mình đặt ở ngoài cái chỗ đó thì mình không giải thoát được bốn cái chỗ đó đâu. Ví dụ như tịnh độ, đặt cái pháp niệm Phật để cầu giảng sanh thì tức là ngoài cái chỗ đó rồi. Mình cầu giảng sanh tức là mình cầu vào cái thế giới khác chứ không phải là cầu giải thoát ở nơi thân tâm mình. Cho nên nó sai, nó không đúng đó. Cho nên tất cả các pháp mà của Phật hiện mà chúng ta tu hành đó, nó đều dồn ở trên bốn cái chỗ này mà chúng ta tu hành. Các pháp tu của Phật có công năng làm cho bốn chỗ này thanh tịnh, tức là quét sạch những niệm ác, ngũ triền cái và thấp tứ sự ra khỏi đó. Thì tất cả các pháp nó tập trung, nó dồn lên trên bốn chỗ này để mà tu tập đó. Cho nó làm cho tất cả các pháp ác, lòng ham muốn đều là ra khỏi cái nơi đây. Nó làm cho cái bốn cái chỗ này thanh tịnh. Tất cả các pháp tu tập của Đức Phật được quên lại trên bốn niệm, trên bốn chỗ này, nên nó trở thành một sức lực mạnh mẽ gọi là niệm lực. Nghĩa là dồn hết tất cả các pháp của Phật, từ ngũ lực, ngũ căn cho đến thất bồ đề, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ trúc, tam minh, tất cả những cái này đều là tập trung ở trên bốn cái chỗ này để mà tu tập. Chứ ngoài bốn chỗ này thì không thể nào tu tập được gì. Cho nên nó tập trung như vậy mà các pháp nào nó cũng là duy diệu, pháp nào nó cũng có những cái lực của nó trong đó hết. Cho nên nó tập trung nhiều như vậy á, cho nên nó mới gọi nó là niệm lực. Tập trung ở trên bốn cái chỗ này, mà bốn chỗ này là bốn cái nơi, cho nên bốn cái nơi đó gọi là niệm lực. Vì thế tứ niệm xứ còn có tên là niệm lực, niệm căn. Mà bốn cái chỗ này là cái căn gốc nó, mình tu tập, mình đem các pháp tiêu mình tu tập, cho nên nó là trở thành một cái gốc của cái niệm. Mà nếu mà mình không có đem những cái pháp này mà đặt ở trên, thầy nhắc lại, tứ chánh cần đó, không tu tập trên các pháp, cũng không tu tập trên tứ chánh cần. Nghĩa là tứ chánh cần đó, không có tu tập ở trên các pháp, mà các pháp thì cũng không có tu tập ở trên tứ chánh cần. Thì ở cái câu trả lời của thầy, nghĩa là nó cái tứ chánh cần này, nó phải đặt ở chỗ nào chứ nó không phải đặt ở trên các pháp đó mà nó tu. Nghĩa là bây giờ tứ chánh cần nó không đặt ở trên chánh niệm tỉnh giác, nó cũng không đặt ở định niệm hơi thở mà nó tu, nó cũng không đặt ở trên định vô lậu mà nó tu. À, cho nên tứ chánh cần này nó không có tu tập ở trên nó, trên các pháp, trên các pháp khác, mà các pháp khác cũng không tu tập ở trên tứ chánh cần. Cái câu này thì các con thấy, bây giờ mình tu định niệm hơi thở thì có phải mình ở trên cái tứ chánh cần này mình tu đâu? Đó, thì bây giờ thầy giải thích thêm, tứ chánh cần là pháp môn dùng để quét sạch ác pháp. Bởi vì trong cái pháp môn mà tứ chánh cần thì Đức Phật nói các ác pháp chưa sanh thì không cho sanh, mà hãy sanh thì quyết tâm là phải diệt. Cho nên nó ngăn chặn, nó không có cho các pháp ác, nó không có cho các pháp sinh khởi. Đó là gọi là tứ chánh cần. Cho nên cái tứ chánh cần này nó quét sạch các ác pháp đó ở đâu? Nó ở trên thân thọ tâm pháp, tức là ở trên tứ niệm xứ. Cái tứ chánh cần là cái pháp nó quét sạch các ác pháp ở trên tứ niệm xứ. Tức là chúng ta lấy tứ chánh cần này đặt ở trên bốn cái chỗ này để mà tu tập, để làm cho nó quét sạch các cái pháp ác ở trên bốn cái chỗ này. Vì trên bốn chỗ này nó đang có pháp ác, cho nên chúng ta mới đem tứ chánh cần ở đến đó, mà chúng ta đặt lên đó mà chúng ta quét. Cũng như bây giờ cái sàn nhà của mình đi dơ, cho nên thầy mới tìm xà bông, thầy mới nước, thầy đem đến đây mà thầy dội, thầy rửa, thầy lau, thầy chùi nó, làm cho nó sạch. Thì tứ chánh cần là đem cái pháp tứ chánh cần nó đem lên chỗ cái tứ niệm xứ để nó quét sạch các cái phẩm thiểu ở trên tứ niệm xứ.
do muốn quét sạch ác pháp ở trên tứ niệm xứ đó đó, thì tứ chúng cần phải kết hợp, các con nghe, kết hợp, chứ không phải là tứ chúng cần tu ở trên các cái định kia, mà nó kết hợp với các pháp khác, nó kết hợp với ai, nó kết hợp với chánh niệm tỉnh giác định, nó kết hợp với định niệm hơi thở, và nó kết hợp với định vô lậu. Thế chứ nó phải là nó kết hợp. Ở bây giờ tôi á, thì tôi cái pháp của tôi á, thì tôi biết rằng tôi phải ngăn chặn tôi ác, nhưng mà cái ở trên cái bốn cái niệm này á, bốn cái chỗ niệm tứ niệm xứ này á, nó thường xuất phát mà tôi ngăn chặn không có nổi. Anh hãy đến giúp tôi để chặn cái đầu này, anh hãy giúp tôi chặn cái đuôi này để cho nó đừng có sanh ra nữa. Thì cái anh mà tứ chính niệm giác định giác á, thì anh chặn cái đầu để anh định niệm hơi thở, anh chặn cái đuôi. Cái anh định niệm mà định vô lậu, anh đè trên cái bụng cái tứ chính niệm, tứ niệm xứ á, cái tứ niệm xứ nó không dùng dậy được nữa, cho nên nó toàn bộ là thiện pháp, nó không khởi là được nữa. Cho nên cái anh tứ chính cần này anh khôn lắm, kết hợp với mấy anh kia, cũng như là bây giờ một mình nước mình yếu thì mình đánh không lại một cái nước lớn, cho nên mình hợp với mấy nước nhỏ, hợp nhau lại nó đâm lên cái bắt đầu đó mình đánh ra được. Thì cái anh tứ chính cần này, một mình tôi mà vô đánh cái tứ niệm xứ này, quét cái tứ niệm xứ này thì quét không có được, thì các anh hãy ngủ thôi. Đó là nó kết hợp, nó liên minh nhau lại, nó đánh, chứ không phải là tứ chính cần này mà tu tập ở trên các pháp đó, cũng như các pháp đó mà tu là tập ở trên tứ chính cần, mà nó liên minh, nó kết hợp lại để nó đánh. Cho nên ở Đức Phật mới dạy là câu hữu là kết hợp. Các con hiểu chưa? Có hiểu được vậy chúng ta mới biết được cái sự kết hợp, chứ không phải là trên dưới. Hỏi: kính bạch thầy, khi tu tập các pháp trên, tức là tứ chính cần, định niệm hơi thở, định vô lậu, định chánh niệm, tỉnh giác, thì tâm không còn tham sân si, phiền não, thương ghét, giận hờn, cũng không còn lòng ham muốn, cũng sạch, thì còn phải tu ly dục ly ác pháp nữa hay không? Cô hỏi thầy như vậy, nghĩa là cô nghĩ rằng nó còn có những cái pháp tu để ly dục ly ác pháp nữa, chứ không phải nội bao nhiêu đây mà nó hết. Đúng vậy, cô nghĩ thì cũng đúng, nhưng mà chưa đúng lắm đâu, để thầy giải thích để mà thấy. Đáp: chính tu tập tứ chính cần là lìa tham sân si mạn nghi thất kiết sử, đó là ly dục ly ác pháp. Mà đã ly dục ly ác pháp thì còn pháp nào tu tập để mà ly nữa? Nghĩa là bây giờ mình dùng tứ chính cần mình đã ly hết rồi, tức là tham sân si mạn nghi và thất kiết sử mình đã lìa nó ra được rồi, thì đó là ly dục ly ác pháp rồi chứ còn gì. Vậy thì con hỏi còn phải pháp nào để mà tu tập nữa hay không? Đâu còn pháp nào tu tập. Mà muốn tu tập tứ chính cần, hồi nãy là tứ chính cần nó liên minh với các pháp khác, nó kết hợp với các pháp khác để nó ngăn chặn các pháp ác. Nhưng mà trước khi mà nó tứ chính cần muốn nó khởi quân để mà đi đánh, để mà dẹp ở trên cái tứ niệm xứ này á, dẹp giặt ở trên bốn cái chỗ này á, thì nó phải chuẩn bị nào là thóc gạo thực phẩm rồi súng đạn gươm giáo gì, nó phải rèn luyện, nó phải hàng ngày hàng đêm nó sản xuất ra cho đủ cái thứ mà để đi đánh giặc chứ. Như vậy là trước khi mà tứ chính cần nó thực hiện ở trên bốn tứ niệm xứ này thì nó phải còn làm cái gì trước đó chứ, phải không? Các con hiểu, cho nên nó phải làm cái gì đây? Vậy thì cho nên những cái này thì cô dự tỉnh á, cô còn nghi rằng nếu mà ly các pháp ác này đi rồi thì nó không biết ly dục đen pháp thì còn cái pháp nào tu, tức là cô còn chỉ có những cái pháp mà mình chưa tu mà không biết có tu chưa. Ở đây thì thầy nhắc lại, muốn tu tập tứ chính cần thì con phải sống đúng với luật, đó là với luật đó các con. Nghĩa là mình trước khi mình muốn tu tập tứ chính cần này căn tâm pháp thì mình phải sống với luật. Còn bây giờ có cái người mà muốn tu tứ chính cần mà ăn uống phi thời chạy neo xem mát rồi đi chơi đi bờ uống rượu rồi cà phê thuốc lá đủ loại hết, thì thử hỏi tu tứ chính cần có ngăn chặn được không? Cho nên trước khi mà tu tập tứ chính cần thì các con phải sống đúng với luật chứ. Mà phải sống đúng với luật rồi thì các con phải tập sống hiểu dục tiến túc, ít muốn biết đủ. Rồi trong khi đó các con cũng phải thánh phòng hộ sáu căn, luôn luôn phải phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của mình chứ. Đó là những cái pháp mà trước khi để thực hiện tu tập, sau khi đời sống chúng ta đúng với luật, lý với luật, phòng hộ sáu căn,
mãi đời sống chúng ta hiểu dục tri túc, chúng ta phải vứt bỏ dục những cái gì mà chúng ta cần xả bỏ, là chúng ta tạc sạch để cho chúng ta rảnh rang thanh thản. Từ đó chúng ta đem cái tướng nhân cần đặt ở trên tướng niệm xứ mà chúng ta muốn, chắc chắn nó phải sạch thôi. Còn bây giờ nhà cửa vợ con gì tùm lum tà la, phải đi làm kiếm tiền từng đồng từng cắt, mình gặt từng bó lúa từng giả lúa về nuôi vợ nuôi con, thì thử hỏi bây giờ thầy nói làm sao mà tướng tướng nhân cần cho được? Nó không có dễ đâu. Đó là những cái mà chúng ta phải chuẩn bị để chúng ta bước vào tướng nhân cần. Như vậy là các con đã thấy rõ ràng là cái sự tu tập chúng ta có cái sự chuẩn bị hoàn toàn, cũng như là một cái nhà quân sự họ muốn đi chiếm đất nước người nào, hoặc là họ muốn giải phóng quê hương họ, họ phải chuẩn bị phải làm như thế nào để rồi mới là tác chiến người ta mới thắng chứ. Thì cái nhà quân sự họ phải có chiến thuật chiến lược, thì ở đây chúng ta ví như là mình một người chiến sĩ để mình chiến thắng được cái thân thọ tâm pháp của mình, thì tức là mình phải đi vào trong cái chiến thuật chiến lược mà Phật đã dành ra để chúng ta trở thành là người chiến thắng. Nếu mà chúng ta không chuẩn bị như vậy, giới luật không đúng đúng nè, không hiểu dụng tri túc nè, không phòng hộ sáu căn nè, mà dội đem cái tiếp cần thì đem đó là chúng ở giặc nó sẽ giết chúng ta liền tức khắc, chứ chưa chắc là chúng ta đã giết giặc. Đó thì đến đây là cái phần câu hỏi của các con đã xong. Tới thì nó có những câu hỏi khác. Có Hải Tâm có hỏi thầy mà gì thầy chưa có kịp trả lời, và hôm nay thì buổi sáng nay thầy trả lời một số các câu hỏi.